khi tôi có một người bạn cùng phòng giàu có. Cuối cùng cũng đến ký túc xá rồi. Này, cậu làm gì vậy? Tôi tới để. Bạn cùng phòng của tôi đúng không? Xin chào, tớ là Diệu Tổ. Tớ là anh Tan. Đây là... Họ là những gì giúp việc của nhà tớ? Tớ đi vệ sinh chút. Sao ở đây lại có tủ lạnh? Tớ sẽ bao đồ uống của các cậu trong suốt 4 năm đại học. Tốt như vậy, cậu muốn tớ làm gì? Làm bạn nhé. Cậu nghĩ tiền có thể mua bạn bè hay sao? Thì đúng là như thế thật. Khi bạn cùng phòng tôi là một gã khổng lồ. Từ nay mong được cậu chỉ giáo nhiều hơn. Xin vui lòng nhường đường. À, xin lỗi cậu. Đây không phải là bạn cùng phòng của chúng ta đâu. Chưa muội. Mẹ, ở ngoài hãy gọi con là anh Quang. Con để quên thỏ bông lại trên xe của mẹ này. Các người cười cái gì vậy? Xin cậu đừng kích động. Con vừa làm gì vậy? Xin lỗi ngay. Tôi xin lỗi, tôi không biết mình vừa làm gì. Khi bạn cùng phòng tôi là học sinh giỏi. À đúng rồi, nhân tiện chúng ta còn có một người bạn cùng phòng nữa. Cậu ấy đến khi nào vậy? 1:26:50 trước. Tiếng chuông gì vậy? Là tiếng đồng hồ báo thức đến giờ tôi phải học tiếng Anh. Cậu giỏi như vậy sao còn ở chung với chúng tôi nữa? Cho nên tôi đang xin đổi ký túc xá rồi. Ha ha, người ta ghét hai cậu rồi. Mà đến giờ ăn rồi, cậu đi cùng chứ? Không được, tôi còn phải học. Đi thôi, có người không tôn trọng. Đúng là một đám tinh danh. Này cậu, cậu học nhưng bữa trưa vẫn phải ăn chứ? Cậu chơi Yasu thật gà quá. Giây phút bình yên ở ký túc xá. Không thể nào, xong rồi, xong đời rồi, chắc mọi người đã đi học hết rồi. Khi có các cậu ở bên. À, nay tớ không có tiết học, còn tớ xin nghỉ rồi. Ký túc xá Nam, nơi kết nối những trái tim. Không ổn, đã 3 giờ rồi, không phải tất cả đều ngủ rồi sao? Thôi đi ngủ đi mọi người. Lượng của tớ đâu rồi nhỉ? Khi bạn của bạn là thần chiến tranh. Này, đừng có chen hàng được không? Làm sao? Anh Quang, có người không chịu xếp hàng. Hắn run cái gì vậy? Hắn sợ à? Sao lại đứng run rẩy thế kia? Này anh bạn, tiền mượn tôi cũng nên trả rồi chứ. Bạn giàu như vậy thì nên quên đi. Ý anh bạn là gì nhỉ? Không có ý gì đâu. Này anh Quang, có một mình anh bạn này thôi à? Vậy là đủ rồi. Anh Quang thật mạnh mẽ, của đúng là thần chiến tranh. Để tớ cho các cậu xem cái này. Khi bạn cùng phòng tôi là một gã khổng lồ. Mình đói quá, cậu xuống lấy đồ ăn đi. Trời lạnh cậu tự đi mà lạnh. Mau đến ăn đi. Mệt chết mất. Đưa tớ mang cho, về phòng thôi. Cậu nghe thấy không? Anh Quang đâu rồi? Nửa đêm khóc cái gì vậy đồ ngốc? Nhưng tớ không kìm chế được. Ôi chào, lớn như vậy rồi còn chơi búp bê vải. Mới sáng ra đừng có hãm, cậu là cha nỗ hay sao mà ra mặt? Đến ngay, đây, sao đây? Một mình cậu đòi cân cả chúng tôi sao? Chúng tôi sợ cậu à? Xin lỗi bạn của tôi. Ha ha ha, nó sắp khóc rồi. Sao lại ép tôi phải làm thế này? Khi bạn cùng phòng giàu có đến ở chung, cuối cùng cũng có cảm giác như ở nhà. Các cậu để đồ gọn gàng vào chứ. Ôi thật thoải mái quá, đi ngủ chút thôi. Ngủ sớm quá vậy, chúng tớ còn ở đây mà. Dậy rồi à? Tớ đã ngủ bao lâu rồi?
có lẽ là một tiếng. Từ nay các cậu nhớ chú ý vệ sinh cá nhân đó. À, chúng tớ tắm và giặt đồ xong rồi. Khăn này của ai vậy? Là khăn của anh Quang. Cậu dùng xong thì trả khăn lau chân lại cho tớ nhé. Sự khác biệt khi mời bạn bè đi chơi. Cậu ra ngoài chơi không? Thôi, nay tớ không muốn ra ngoài. Vậy hẹn cậu lần sau nhé. Này, ra ngoài chơi đi. Đang đọc sách, không đi được. Hắn nói không được. Khi bạn ở cùng một thanh niên ảo tưởng, buổi tối cậu có. Tớ về rồi đây. Tớ đi tắm trước nhé. Tại sao? Sao lại có thể như vậy? Đẹp trai khoai to lại không có người yêu. Ông. Các cậu nhìn tớ ngon ra chứ? Mỗi khi tôi gần chìm vào giấc ngủ, có vẻ hơi buồn ngủ rồi. Đi chơi bóng rổ thế nào? Quên mất không mang bình nước. Đồ ngốc ơi, mau mau dậy đi thôi. Mặt trời đang bừng sáng rồi. Nhạc trường. Ơ này anh Văn, sao trông cậu thiếu sức sống vậy? Bình thường cậu ngủ sớm mà. Khó nói lắm. Thôi tớ ngủ trước đây. Đến giờ rồi. Sao nhìn cậu lại tiểu tụy vậy anh Văn? Tốc độ kỳ lạ của các chàng trai. Lần kiểm tra trước là cách đây 3 tiếng. Tôi quay lại kiểm tra các bạn đây. Tới ngay. Một phút nữa sẽ cắt nước nóng. Tôi xem mấy cậu tắm thế nào. Như này được chưa gì. Đi ngủ thôi, mai còn đi học sớm. Được rồi. Tắt điện đi ngủ thôi. Vẫn chưa chịu dậy, còn 5 phút nữa thôi đó. Cho tớ đi trước được không? Tớ không thể nhịn được nữa. Nhanh lên đấy, có giấy không? Giấy của cậu đây, cậu sắp xong chưa? Có nhanh lên không thì bảo. Ôi ngồi lâu quá tể hết chân. Các cao thủ tán gái khi ở cùng nhau. Bắt đầu được rồi. Tiến hành đi. Vậy thì giao cho các bạn. Phải làm sao đây? Bây giờ tớ phải nói gì? Vậy thì đi thẳng vào vấn đề, hỏi xem cậu ấy có thích ai không. Không được quá đường đột như thế. Hãy mời cô ấy đi ăn. Từ từ tiếp cận. Cậu có kế sách gì ngon thì nói nghe coi. Tớ còn chưa từng nhắn tin với con gái. Cứ nói xin chào hoặc gửi một tấm ảnh. Không được, như vậy thô thiển quá. Cậu thì biết cái chó gì. Hãy cứ để tớ nhắn. Hân. Này Văn Tổng, cậu có thuốc trợ tim không? Cách xử lý thằng bạn luôn trì hoãn. Cậu đang chơi tớ đúng không? Đúng 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa cậu không đến thì đừng trách tớ. Bình tĩnh, tớ gần tới nơi rồi. Omae wa mou shindeiru.